ông Đào Công Dẫn 50.000 đồng, ông Nguyễn Đình Quyền 20.000 đồng, ông Nguyễn Quang Hưng 50.000 đồng, ông Nguyễn Thảo Nguyên 40.000 đồng. Tặng hoa tặng mẹ à? Ông Nguyễn Đình Hưng 50.000 đồng, ông Nguyễn Đình Hưng 50.000 đồng, ông Nguyễn Đình Hưng 50.000 đồng, ông Nguyễn Đình Hưng 50.000 đồng.